Bạn có nằm trong 5 ngành đăng ký xét tuyển đại học nhiều nhất năm 2021 không? Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thống kê số liệu nguyện vọng của 15 trên tổng số 24 nhóm ngành đăng ký tuyển sinh năm 2021. Năm nay ghi nhận có trên 3,8 triệu nguyện vọng đăng ký với gần 550.000 chỉ tiêu. Trong các ngành học, thí sinh đăng ký nhiều nhất năm 2021 có ngành tỷ lệ nguyện vọng 1 vượt trên chỉ tiêu hơn 500%. Xét tỷ lệ nguyện vọng 1 so với chỉ tiêu thì 5 ngành sau đây đang dẫn đầu vì có số thí sinh đăng ký nhiều nhất. 1. An ninh quốc phòng có tổng chỉ tiêu là 6.280 nhưng lại có đến 39.492 số lượng nguyện vọng đăng ký và số lượng nguyện vọng đăng ký nguyện vọng 1 là 35.596, nhiều gấp 566,82%. 2. Báo chí và thông tin có 6.539 chỉ tiêu, số lượng đăng ký là 100.120 nguyện vọng và số lượng nguyện vọng 1 là 20.379, cao gấp 311,65%. 3. Nhóm ngành nghệ thuật có 5.147 chỉ tiêu, số lượng đăng ký là 33.393, số lượng nguyện vọng 1 là 10.847, cao hơn 210,74%. 4. Nhóm ngành du lịch khách sạn, dịch vụ cá nhân có 24.036 chỉ tiêu, số lượng đăng ký là 199.166, số lượng nguyện vọng 1 là 48.334, cao hơn 201%. 5. Nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi có 2.945 chỉ tiêu, số lượng đăng ký là 246.753, số lượng nguyện vọng 1 là 57.500, cao hơn 197,97%. Ngoài ra, trong tổng số nguyện vọng, nhóm ngành kinh doanh quản lý tuy chiếm tỷ lệ đăng ký nguyện vọng cao nhất 32,77%, nhưng xét nguyện vọng 1 của nhóm ngành này chỉ chiếm 186,1%, đứng thứ 6 trong nhóm ngành thu hút nhiều thí sinh nhất. Điều này cho thấy nhóm ngành này được nhiều thí sinh lựa chọn cho các nguyện vọng tiếp theo nếu nguyện vọng 1 không đậu. Việc thí sinh đăng ký tập trung vào một số nhóm ngành thể hiện xu hướng nghề nghiệp của năm và nhu cầu sự dịch chuyển của thị trường lao động và nền kinh tế. Ở những nhóm ngành hot, tỷ lệ chọi cao, khả năng trúng tuyển sẽ khó hơn những nhóm ngành khác. Đây là rủi ro, thách thức mà thí sinh đăng ký vào nhóm ngành này cần lưu ý. Cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng phù hợp. Đừng đâm đầu vào các nhóm ngành hot khi điểm thi không cao. Nếu tổng điểm của tổ hợp xét tuyển thấp, thí sinh không nên đặt nguyện vọng 1 ở các nhóm ngành tỷ lệ chọi quá cao. Thí sinh có thể chọn hệ chất lượng cao thay vì hệ đại trà của các ngành này để mức điểm chuẩn thấp hơn, tăng cơ hội đậu vào. Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần, nhưng đến lần thứ 3 phải thật cẩn trọng. Khi xác nhận hoàn tất việc điều chỉnh thì không thể chỉnh sửa được nữa, vì vậy thí sinh phải cân nhắc. Đừng vội vàng làm sớm. Thời gian suy nghĩ để sắp xếp nguyện vọng là rất nhiều, các em nên từ từ tính toán để đặt nguyện vọng. Đối với những thí sinh trúng tuyển ở các phương thức tuyển sinh đã được trường đại học công bố kết quả như xét học bạ, xét điểm thi bài đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia, tuyển thẳng hoặc ưu tiên tuyển thẳng, nên nhập học ngay thay vì chần chừ, trễ thời gian làm mất cơ hội trúng tuyển của bản thân. Video trên đây là thông tin tổng hợp 5 ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin bấm thích video và đăng ký kênh để ủng hộ Hội Gia sư Đà Nẵng.